tí bay hai nâng nâng bẹt tí bay đi nâng chung sông chắp đào môn đại cô hai hai rương đại nâng chung nâng lược dọc một nít sông khâm than nâng miên ở tháp bây giờ tập đó bông ôn tôi sẽ chốn chỉ bị xét cứ mênh mênh đà cổng phong tài vụ lên chứ mùi nâng game online đại xa ấy đại xa tài dân chung chỉ cổng ca nghĩ cứ tự ban được video muối đà pú tam đàn muối bề đại khmuôi nó cũng bông lông khuôn lên game online cha hai cả đỉnh lông khuôn ấy cứ ai chiên ai quạt nó tìm muối cứ check chơi lôi tiệt check chơi lôi tam online tiệt hai ai quạt nó chiên tận đó ca luột lôi luột trop sầm bát nằm bay dọc lôi tự băng chỉ muối online nè trong ai yeah bờ một quạt ai khắng cũng ai khơi phủ quạt được bay mấy tam bất quạt chỉ chôn rong cua tê xong lực dọc đường đi xong ắt vậy bây giờ vậy đang ắt có bàn tay xong xong này vậy ông pí chia buôn muối chia nát muối xem đẹp ai ở phục bàn tay anh áp chia ba đang cọt bàn khơi cọt bàn đằng hai dọc đường đi tục chỉ mê riền hai tam đan con muối đồng bạc luôn anh cũng ai quát lẹ cho tới nóng rương nâng bẩn to tiệt vì phù quát cứ chỉ vây muối đại cọt đằng ai tê cọt che cất tế hai quát có khơi sờ mái có lên hay còn ăn đằng thật ta còn đằng chụp hưởng ấy hay nịp phây để xa tiện thạc mến cứ ăn toàn chả cứ ăn toàn đằng ấy ăn toàn chả cật chẳng hưởng ní tí muối thở ao ấy ăn nạp chị báo chỉ bị xét ở bụng mà đái tam đan con ở mền tên nơi pê đỉnh quạt cổng bông không thể chụp cổng bông tại vụ nâng ở vầy mùi hay hưởng ní nhóm có trong ban dục bó vì đại cú của đội chỉ mong phụ ôn tôi xin được chốt đại cổng bông tại tam đan tây sơn ca lai nước nông vệ tị bày nị đài sẽ hạ ca lai nhung trong ao mong phụ ôn tôi xin được chốt lục đạp nư sầm đây là bạn nạp chị ba nông video nên tây sơn cha chẳng xong sạ ca lai chui sầm ruồn hay dương đạp hay dương cất bị cha đàn à thằng ở kia ok cha ở con sầm chơi xong mà nạp chị ba tam đan mới nha lỡ mới cái chấp đam một vụ là bài online tam tiktok á thì sẽ phụ à thơ content tam tiktok á còn nó việc thơ lên game lên ấy tới việc một nhóm ạ cái ấy đọc một online ấy mình nhà lấy ấy mình lên nghe ha đâu là cầm thi online nhưng máu vì ấy đọc mình ai vì lên xe lên 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 buộc mình lấy vì lên nghe chứ việc bàn tù sập tại là nhưng tam toàn ạ trong bậc tam toàn mình nói gì ạ ấy tranh 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 hết với mẹ nè ấy chơi lôi với to và to ở thằng đó ngay tập băng lôi viết mẹ nè tê mau lắm thà tại xây lôi ấp to và to ngốc hay tại không ai tập bay đâu họ lôi ấp ban hay vì chập đam thời gian phiền à nick mua nhưng tam toàn à nó ấy vậy tam toàn phải với thầm thời hay bảo tam mà toàn nick mua này ai khai thì bắt là mới xe nhỉ chẳng là bom ôn đại minh côn không ai tới hiến sát lai à lấy viết của bộ mình đi chắc lên bài với đa của bộ không ai tam sát lai hiến ạ kia sẽ quả thơ thần thân tam tiktok của ạ của mốt là bay nhá của ăn tết bánh của ai khinh khmê nhé khmê nhờ lấy thẹn giống ở lấy toàn ạ của anh mai ơi ấy tại sao chim ngọt mong tục tắc ạ đặng như anh chân mong hỏi mai ơi ấy cuối sạch ra cho cục lại anh khinh là cam phi á cũng vũ đại sao cót khăn chân cót phở bị sầm đầy cái hạt thả ạ sử dụng chân chúng sống chập thầm vấn đăng ngày chúng chẳng ai bong phôn chưa nơ khâm xa bị kháng đào chẳng hưởng đi chúng sống sống khai chun bong phôn ở ba trên lần tạch ban này tha không ai nó cứ quát miên pra pra tu được sập đầy chả cô bổng nón bảo nạp chịu bác có thật cất cất cả còn miên lập tập tiếp có tên tu được sập đầy cô đầm bấy ấy đầm bấy xua tẹt tầng để sao còn là búa thua ca thua anh chẳng con tờ riêng anh chẳng chẳng miên tu được sập đầy muối a chia một triệu bài muối đầu lo rồi mẹ con có bàn tay vi chia ảo vượt một pi đây bà này thằng việt đo phơi vi chỉ miên muối tí pi việt đo phơi ảo vi chỉ miên đôi khi đôi chân nè nơi pe đỉnh comment còn miên tu được sập đầy còn miên lê to luôn rồi bọc có đôi chân còn trong và ca đây có bán có trong thua ấy có bàn chẳng cả này mình thằng lớn nè cứ ban này thà có thử ban là ban online rồi có game online cứ tẹt tòn máu ao có đảo anh cho game mà bập hết ủa tiêu hoa thà game bập hết cỏ pe này anh đảo là game đang ban hai kê đang đo lơi anh này anh đập mơn đập bay lên game nó không năng chẳng đo tập pe lên hai môn tập bốn cái ai đang thua ai dương chén và tọt mắt đang tránh tránh hai kê đang miên thẹn nghiệp bao kê môi tiết tẹt tòn máu không tại đại năng thà kê miên cái lạnh chạy lùi xây ban bên này ở thử ca ấy hay song thử lập tới bên mình chẳng và tọt máu nơi về đỉnh không ai nâng quạt tranh tới quạt ai nâng tới chỉ nhiên là bảy hay quạt tám là bảy đồng bảy ban lôi nâng thử lập máu với quạt ai nâng
có họ ở bụng mà đái ai nâng lôi lôi ở bụng mà đái ở nạp chiếc bá nâng ai tới chiên tới đo ca lôi xem xem tiết đồng bà này chật khàng chẳng nâng bê đánh dương cặp bông tay là bố xa nhưng thật chiếc bá ai toàn bê về lia bị bố bỏ ấp toàn bê về lia tê là bố nâng bị khai tới chiếc là bố thông ngôn chẳng ní hai cứ chỉ ở vậy để trong trong ai ở bụng mà đái ở nạp chiếc bá cái hào thật chết bê đồng bê mơ con được có mơ không để nơi cao ca cổ bông là bỏ dương nâng cùng ai quạt lẹ cho được nông trùng rơ đó chứ này rương áp bài dù một hai nó phải đến quạt cho hai ông mình chuối tiên quạt tế nắng cứ cái hai thà dương cho luôn đã sống biệt ở sống cung dương mùi tiền à chẳng dương khát bong nơi thôn thiên mà đúng mà nè vì chỉ bánh hát mẹ ta dương không cua xa thế bánh hát đó hướng ở xong là sắp nó phải đến quạt ảnh thơ hướng ấy đà sống cung ở tôi sẽ có tiêu hoa thả hướng chọn hướng luôn hướng plan ấy chị đã âm chân nâng à chẳng nói đi khiêm xong cho luôn tích đòi xa tại mà để dạng đi đòi xa tại sao mày phải chạy cả vị trí cứ ở bộ mặt đáy đôi chì mình cả thu là lùng xâm rập rồi con mùi khmui bà tù sạp smartphone nữa ná hình chẳng vì mình phát bạc bò đôi thì bị bàn lực lại hình chẳng bởi dương chạy bà vì mình phải giàu bên tay xâm rập khmênh đây mình toàn cổ bà dụ bà mình đọc xam lãng tư ní cứ phía rồi chả ná cứ khâu dây ở trong nhân bóng tư bộ khmênh quạt lên game bơ mình quạt lên nó có quạt không sẽ tạo ra mà quạt này nóng của miền trái năng đại căn tụ sắp thích bài thích tật thích đồng này thì tiết nó bởi xanh cho quạt ai tham mình đánh bán quạt lên cho là lứa nâng ảnh chẳng vì thử ở khu của bà riêng của lên trong riêng miền mình khá lên trong thời riêng từ tay xa la từ tiền hai mua mây đây cả hai dù bố nhân nạp tẹt dù dù tới cả hai tập bạc nè mình miền phía bắc tại trong môi trường xa đấy tại chỉ miền trung ngư hay là trung ngư autism à lên như vậy đây vậy đó cứ cho tụt tật có căn tu sáp tây tân á có căn tu sáp do tu sáp thời chưa trở bài chăng nơi không sạch đường đấy cứ mình pro mình này đấy có chạy bạc cao đặc hào miền này khác miền chạy bạc cao đặc hào đến hai có một tuần có vài vụ nước miền ông gặp hiệp sự tháp ban chạy chạy lui nhá con ai bạc cái account bán đã lui bánh lui bán tiếc á nó ngay chẳng đôi khi bán lực lại chẳng tham ở sân chia nơi tại bản đảo ấy liên tam là chạy cả phun hoa lắng đợi mình bán ca mình bán tam đan này bán chạy lẽ cứ bạc bòl từ lửa này cột bạc mình như ngay nó ngay chẳng xong ai nạp chia ba là bụng mặt đáy đại miên lắt tập hiếp tình tụng sạp ai câu nè xong bị trà nà mờ bảo ai liên ở liên miền màu miền bên về lìa trên biển điện máu hay màu na đại cắn bán màu na tại đỏ vinh bởi mình chẳng thế nhưng không băng bay như đâu từ tu tiên không hồ si không thứ thứ cá đồng bay côn đồng bay côn việc khâu nhà lừa ở đây nhà bàn đan thành công chẳng ta tại cài chẳng bị mệt miền nhạc khác côn đại quạt mình áo bơ chùm muôi nâng công cua xa quạt bọc pra quạt bình chia ở tinh đích tinh đúc tam tầm rơi ca đồng bạc quạt bạn quạt châu riêng chất tầm rơi chất sở lãnh cố nữa nó đó là pil yu tới tới chỉ ai thắt chéo côn thắt chéo côn không mau chéo của tháp bàn vô và xong từ sau tật miên cua sa khắc quật miên chẳng tai tan tất khu các bà quật bộ pin từ đầu game được không khu các bà là bạc quật quật yên từ đầu game ở hải năng chẳng vậy đại cua thạ này khẳng mốc cứ ai khâu cho nạt cột ở bậc mình chẳng biết tầm được cha thế đã tạm nạn được tu mạnh mạnh tạm nạn khâu mùi mà nhăng tạm nạn tuần pin vật lý hỏi làm nhớ từ cắn bom pol đại miền mình đại miền cồn chạy nó nơi chủ mùi nó cả thương mất lên tu sắp ở miền pin vật lý cầm nạt nè và ở lên căn đặt hốt nè khá căn tăng bị mình máu bị muốn bị được mình dùng tình trong này hà ấy còn bạn dùng đó là tinh thần này ha ao hái mình bắt dùng thế tôi hỏi chụp sạp từ hỏi chụp sạp tới còn bắt dùng mà chẳng còn lên còn sầm lăng tôi là lấy những lăng được ghế là vàng ta cầm ra na này vô miền này làm mà chẳng tiền chẳng bên hái thả bộ mặt ái sầm lăng côn có bàn tay bởi dương sầm lăng cầm ra pít để bắt đầu này chụp sạp ở lên cướp pin và lia pít biết thứ ai khâu hay riêng mình bắt cái thế riêng mình bắt cái thế chạy sẽ đánh hai thả có lon mau trong khơi không ai là căn chụp sạp vụn nó cứ riêng mình bắt cái này mong bộ quạt đấy bộ quạt lên bậc cao tại game à khởi nghiệp cao pitch nam na nó còn lên game bắn cái này đó là pì khởi nghiệp bộ quạt còn thử bật lịch thử thể hiện miền gặp lường khai lấy còn lui chơi gặp lường nó còn lên game chăn nó còn mà bắn sầm lấp luôn này nó còn miền này cao tới
นักขนมประเทศยังนักก็มีนะดูจีนเลยประมาณชั่วโมงดูนักทางไข่สิมเรียบบ่านักไข่สิมเรียบนั่งเยอะกับเรื่องกับปุ๊กเยอะมาเล่นพนันจังบังคนไอ้สำหรับคนไอ้เติบดังทากโกนั่งเล่นเกมวิ่งโจวิบัตรเปล่าจัดนั่งนั่งมีนาการโจรวมปนังเต้คือตาปุ๊กได้สลังโกนกลมติงสมาร์ทโฟนเอากันได้สไลตรีตรูปนัดมือตามดานมือตาตากดกันกดกันเธอไอ้คลาอ๋อก็มันแต่ต้องจมูกหนังเรื่องระบายออนไลน์นี่เราไตรกระทรวงมหาดไทยลูกกบันดะกระหายทานโกจมโฮฉบับล้อทันนั่งบังคราบอ่อนคานแต่บ้านในทั้งไงติดดับใครธนูนี่ต่อตื่นจังโยงแต่ตามปอร์มีในกรมการเงินตามบรรดาใครลูกพยาเมาส์นั่นคือท่าเคยทำมีนสกรรมอภิบยังพอพอลประกาศแมนจังยังสังคมไทยยังนั่งตัวบ้านดำนั่งละอ้อนักนงเปย์ฉับฉับนิดเดียวแต่ต้องแต่นั่งสถานอภิบวิบวัดทำไมให้ยังชมต่างปีรูปนั่งปะตอจมีบจนแต่ต้องจมูกหนึ่งหืองแต่ได้นี่ส่งบรรจับทำปนังยื่นปัตตอแต่หืองทำไมเป็นใต้หืองอับรมลึกหนีจะวิอาขีพนัยมุ้ยในเรื่องอ่ะซ้อนแต่ซอกก็เป็นใต้คือวิเหมือนกลัวการล้างแต่เลอเหมือนนู่จมหน้าได้มีนไว้จัดสับชะน้ำแต่หายหายหืองนี่สมัติกันในคางแคดกระดาษคือกระโปรงแต่หยอกได้หยอกเชิงลำใบจับกรมเนี่ยบังกอนั่งโยกแบบดันเตี๋ยตุสักการ์ไอคือรูปอมสไลมันเนี่ยดึงกอดใบกบาลจะหลบบุตรทั้งนั้นโดยซาแต่คอมเมนต์สติลน้องโปรดไว้ก็แตงได้อดมีนไฮพอลแตงได้อดดังมูลไฮแตงได้กดกระปงแต่จิ้งกังดำใบแต่ฮัตปราณมัวแต่เล็กกรองแต่ขมายเหนียวเมาบุญพลื้อไงตีดอกมวยให้หืองนี่ไม่บันยังใจไงตีดอกใบโดยซาหืองนี่สมัติแต่ใกล้กดพับตกดำใบจับกรมเนี่ยบังกอนังอมสไลมีนกับยาปลาอ้วนโดยซาไอโดยซาแต่อมสไลนั่นคือกดจีជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យានៃមន្ទីរសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនខេត្តកដាលផ្ទាល់តែម្ដងហើយផ្ទះរបស់គាត់គឺនៅភូមិព្រែករិស័យសង្កាត់ព្រែករិស័យក្រុងតាខ្មៅខេត្តកដាលហើយអ៊ំស្រីហ្នឹងគឺគាត់តែងតែជិះកង់ហាត់ប្រាណម៉ោង4ភ្លឺក៏ចេញពីផ្ទះទៅមកទលេតាខ្មៅហ្នឹងរាប់ឆ្នាំមកហើយអត់ដែលមានបញ្ហាអីទេហើយគាត់ជាចាស់ទុំជាអ្នកធន់អ្នកអាអ្នកបន់អ្នកទៀននេះក្រុមការងារយើងលោកចន្ទថានៅខាងក្រុងតាខ្មៅគាត់ប្រាប់មកថាក៏អត់ដែរមានវិវាទអីជាមួយអ្នកណាទេស្រាប់តែចៃដន្យអីងាំម៉ោង4ទៀបភ្លឺថ្ងៃ11ហ្នឹងស្រាប់តែក្មេងស្ទីវមកក្រុមនោះមកហង្សានៅលើគាត់គប់ដុំធွားផងឲ្យយកខ្សែក្បាត់ហ្នឹងយកមកវាយគាត់ចំក្បាលហ្នឹងបៃក្បាលហើយត្រូវបានអ្នកលេងគេឃើញហេតុការឲ្យគេស្គាល់គាត់ហ្នឹងគេដឹកគាត់ទៅសង្គ្រោះនៅពេទ្យជ័យជំនះហើយបន្តមកស្កេនខួរក្បាលនៅពេទ្យកាឡាម៉ែតអញ្ចឹងលោកឥឡូវនេះអ៊ំស្រីគឺផុតហើយផុតគេហៅថាផុតគ្រោះថ្នាក់ហើយអត់មានបញ្ហាអីទេគាត់ថាមុខរបួសនៅឈឺនៅអីលេបថ្នាំព្យាបាលតាមការកំណត់ហើយគាត់វ័យ70ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែគ្រូបំរងរបស់ក្មេងមកវាយគាត់ហ្នឹងចង់បានអីចង់និយាយថាអត់ដឹងមូលហេតុគាត់និយាយថាគាត់អត់ដឹងរឿងអត់ដឹងមូលហេតុក៏ប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំគិតមើលខ្លួនឯងណាខ្ញុំថាអាចនឹងវាអត់ដឹងថាគាត់ជាមនុស្សចាស់អាចថាអ៊ំស្រីពាក់មួកចិត្តជិះកង់ហើយពាក់កៅអៅរបៀបចេះទៀតរបៀបដូចរៀងផោះរៀងអីអញ្ចឹងតែໄຂលោកវាវាកង់ណាហ្នឹងហើយវាច្រឡំវាអីវាមកដាក់ភុះភុះអញ្ចឹងណាមែនទេមែនមែនតែច្រឡំអីទេពួកក្មេងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនវាគេហៅថាវាអត់គ្រឿងមានហ្នឹងអត់គ្រឿងញៀនហ្នឹងវាអត់បានវាបញ្ចេញកំហឹងវាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ជួបណែស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលគាត់លក់បបរនៅខាងក្រៅវត្តនរោត្តមនេះគាត់លក់បបរគាត់ម៉ោង4ម៉ោង5គាត់ចេញទៅទិញសាច់ទិញសាច់ដើម្បីមកធ្វើបបរណាចាអញ្ចឹងមានក្មេងមកក្រុមនៅខាងក្រោយវត្តនរោត្តមហ្នឹងចាំស្ទាក់គាត់គាត់ជិះកង់ហ្នឹងស្ទាក់គាត់គាត់ក្មេងហ្នឹងហៅម៉ែម៉ែម៉ែម៉ែតាណាម៉ែអឺអញទៅផ្សាររត់ទិញនេះតិចមានកាយកូនហេម៉ែមានលុយច្រើនណាស់ហ្នឹងអឺសុំ50000ណាគាត់សុំម្ដងសុំ50000លេងអញ្ចឹងហ្មងហ្នឹងដល់ពេលថាហេម៉ែអត់ទេម៉ែទៅលុយលុយទិញសាច់បបរដល់ពេលគាត់ថាអញ្ចឹងចាប់ក្រៀកចាប់យកលុយអស់ឆក់យកលុយអស់នឹងអញ្ចឹងឥឡូវគាត់ណែទៅផ្សារពេលយប់ម៉ោង4ម៉ោង5ហ្នឹងគាត់ឲ្យតាគាត់ជូនទៅដែរព្រោះដល់ពេលតាគាត់ថាជូនទៅបើសិនតែក្មេងវាច្រើនកំដងជួយយ៉ាងម៉េចដែរកំដងជួយយ៉ាងម៉េចណាឃើញវាបាយតាំងពីមានការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងក្មេងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគឺវាអត់មានគ្រឿងញៀនសេបហ្នឹងគឺអ្វីៗវាហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងចាហ្នឹងហ្នឹងឲ្យចូលរួមប៉ុណ្ណឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាទេព្រោះឥឡូវនេះយើងដើរយប់ហាត់ប្រានដោយអមស្រីមិញហ្នឹងគាត់ដើរទៅហាត់ប្រាណនៅមាត់ទន្លេហើយត្រូវក្មេងហ្នឹងអត់ដឹងជារឿងអីសាប់មកវាយយកខ្សែក្រវ៉ាត់ដាក់ភីងហ្នឹងទៅហ្នឹងមានការចូលរួមសោកស្ដាយអរគុណច្រើនឥឡូវនេះសូមរឿងខ្លីមួយទៀតបាទតាក់ទងទៅនឹងខេត្តកដាលដែរកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការចាប់ខ្លួនជនជាតិឥណ្ឌា7នាក់ជុំវិញនឹងការផ្ដាល់កម្ចី
tới căn bộ rốt nơi tam mục đàn đó na cha rương này cứ chúng lực giục mà đâm bị chi cái tệ ập rum cha vì chi rương một mình cứ ới cát miên đó bần đà lấy nưng vì cát miên cả muốn tới tam online đi bần đà lấy ni chỉnh chuẩn chất India 7 nè ayu yang chran 30 chnam chok krao mi te ko rieng chach chach tik pantae samatikech borah chun chet india tang 7 neak ning kot dae thesakamapheap samatikech ai dang ning cha kot dae thesakamapheap yok luy te aoy porat khchey kamchey krai phlai ka oh chang ban ne tha spray luy aoy khchey tam teh mo chang krai phlai ka pi 200000 te dal million riel chang na pantae ne knong ka prak khpuh ក្នុងការប្រាក់ការប្រាក់ខ្ពស់ហើយដោយសារតែពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនឥឡូវនេះជីវភាពមានបញ្ហាផ្នែកជីវភាពត្រូវការលុយជាបន្ទាន់ដូច្នេះការលុយដែលឲ្យខ្ចីងាយងាយស្រួលស្រួលដោយមិនគិតពីអនាគតមានផលលំបាកវែងគឺគាត់ទទួលយកហ្នឹងអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចដោយឃើញថាសកម្មភាពនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អ្នកដែលខ្វះខាតគាត់យកព្រមហ្នឹងមិនឧទាហរណ៍យកមួយលានអញ្ចឹងមួយថ្ងៃត្រូវបង់គេហៅថាបងរំលោះថ្ងៃណាមលៀនយ៉ាងបងមួយថ្ងៃ40000អញ្ចឹង40000ប្រហែលថ្ងៃអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយបើគ្មានទេអាហ្នឹងគាត់ត្រូវយកទៅឡើងបន្តបន្តបន្តបន្តទៅគាត់យកការប្រាក់គាត់ទៅដើមវិញអីគាត់យកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគាត់យកសភុគ្រួសារយកអីធ្វើជាចំណាប់ខ្វាំងអញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់ខ្វះខាតអញ្ចឹងទោះបីជាខ្វះខាតក៏ដោយបើសិនជាមានបុគ្គលណាដែលឲ្យខ្ចីលុយដែលមានកម្ចីការប្រាក់ខ្ពស់ពីព្រោះថាធនាគារជាតិកម្ពុជាយើងក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែរថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការខ្ចីក្រៅប្រព័ន្ធធនាគារទេកម្ចីក្រៅប្រព័ន្ធធនាគារដូចជាខ្ចីតាមអនឡាញឬក៏ខ្ចីដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងការប្រាក់ខ្ពស់ណាស់លេខមួយខែ20ដុល្លារក្នុង100ដុល្លារគាត់យកការប្រាក់20ដុល្លារទៅ30ដុល្លារហើយយើងកំពុងតែមានបញ្ហាលុយជាបន្ទាន់ផងអញ្ចឹងលុយនេះមកដល់ហើយគាត់សម្រេចចិត្តលឿនលឿនតែបន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តហើយគាត់មានបញ្ហាយូរអង្វែងជាមួយនឹងម្ចាស់កម្ចីហ្នឹងអញ្ចឹងសូមផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងកុំយកលុយកម្ចីតាមអនឡាញឬក៏កម្ចីដោយផ្ទាល់ដើរតាមផ្ទះបងប្អូននេះទោះបីជាខ្មែរក៏ដោយជាជនបរទេសក៏ដោយគឺមិនត្រូវយកលុយក្រៅប្រព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យការប្រាក់វាខ្ពស់ការប្រាក់ខ្ពស់ការសងទៅវិញទៅថ្ងៃអនាគតវាយូរអង្វែងវាជាប់នឹងបំណុលវាន់កណោះគេហៅថាបំណុលវាន់កណោះបំណុលអាក្រក់គឺការប្រាក់វាខ្ពស់ណាស់ណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងបើទោះបីជាមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងផ្ទះជីវភាពមានបញ្ហាក៏ដោយតែសូមគិតពិចារណាទៅថ្ងៃអនាគតបើមិនដូច្នេះទេវានឹងជាប់នៅបញ្ហាជាពាក់បំណុលអ្នកខ្លះជាពាក់បំណុលច្រើនពេកយូរយូរទៅទៅអាចគិតខ្លីទៅសម្រាប់ខ្លួនក៏មានដែរកន្លងមកហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមជូនប៉ុណ្ណឹងចាស់ដោយសារតែពេលវេលានៅក្នុងវគ្គទី3បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនចូលវគ្គទី2ខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនវគ្គទី4វគ្គទី2និយាយចោះនិយាយឡើងចង់វល់ទៅខាងមុខវិញអរគុណច្រើនអ្នកជួបគ្នានៅវគ្គទី4វគ្គបង្ហើយបាទ